dự án đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai đi qua một số xã thuộc hai tỉnh Hà Nội và Vĩnh Phúc. Mặc dù nằm sát nhau, nhưng giá đất tại xã Nam Viêm, huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại kém hơn cả chục lần so với giá đất của xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đây chính là nguyên nhân mang trăm hộ dân tại xã Nam Viêm, huyện Phúc Yên đi khiếu kiện nhiều năm trời. Cùng một bờ, cùng một con đường mà bên ý được 236 triệu một xào là chênh lệch quá lớn, thì chúng tôi xét thấy dân chúng tôi quá thiệt thòi. Sự chênh nhau lớn của giá đất giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc là do giá đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quy định khác nhau. Điều 97 Luật Đất đai sửa đổi quy định, chính phủ sẽ quy định khung giá các loại đất, giá đất chuẩn thuộc khu vực giáp danh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Với điều khoản này, khoảng cách giá đất của các địa phương sẽ được xác định công bằng hơn. Các cái trường hợp thu hồi đất hiện nay là đều phải có ý kiến của một là Quốc hội, hai là Thủ tướng Chính phủ, ba là Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Tức là ta đưa được ra một cái điều kiện để được thu hồi đất thì phải có ý kiến của ba nơi, phải được chấp thuận của ba nơi thì cũng làm cho nó chặt chẽ hơn. Và như vậy thì nó đảm bảo cái tính bình đẳng giữa các dự án hơn. Trong Luật Đất đai 2013, vừa được Quốc hội thông qua cũng có quy định sẽ nâng mức giao hạn đất cho nông dân lên 50 năm. Điều này có nghĩa người nông dân sẽ yên tâm sản xuất hơn so với mức 20 năm của luật cũ. Trong quá trình mà thời hạn nâng lên ấy, thì cũng có đối một số cây trồng có thể dài hơn. Thế nhưng mà về chu kỳ cây như vậy có khả năng cái điều kiện để người nông dân tập trung hơn vào để thâm canh đối cây trồng nhằm tăng cái năng suất cây trồng và thu sản lượng cao hơn. Cái luật đất đai sửa đổi lần này đã giải quyết được cái bất cập và những cái tồn tại yếu kém, thiếu sót trong cái chính sách đất đai vừa qua. Trải qua nhiều lần góp ý sửa đổi, các chuyên gia và lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước, Luật Đất đai 2013 đã được chi tiết và cụ thể hơn. Nhiều tồn đọng trong luật cũ đã được thay thế để phù hợp hơn với từng địa phương, nơi mà những người nông dân là đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Với những cái tiến bộ của luật đất đai mới hiện nay, chúng ta hy vọng là có thể giải quyết được hết hoặc triệt để. Cái lĩnh vực này thì có còn phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, trong đó có cái công tác thi hành pháp luật nữa. Xã hội luôn biến động, trong khi đó quỹ đất thì có hạn. Tấc đất được ví như tấc vàng. Luật đất đai 2013 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Với những nội dung được thay đổi, điều chỉnh, nhiều người dân hy vọng những khúc mắc, mâu thuẫn tồn tại đến hàng chục năm trời của họ sẽ được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả hơn.